tại sao nước ta còn nghèo? Phải chăng chúng ta chưa tiếp cận được phương pháp, kiến thức hợp lý? Hay kiến thức đã có trong sách rồi mà chúng ta chưa chịu đọc? Số liệu về tỷ lệ trung bình mỗi người dân Việt Nam đọc chưa tới một quyển sách trong một năm nói lên điều gì? Với cuộc sống xoay quanh vật chất và những thú vui giải trí vô bổ, không làm cho con người ta tiến bộ về nội lực, thân, tâm, trí. Và khi gặp khó khăn, dông bão đến trong cuộc đời thì không chống đỡ được. Chăn trở với nỗi đau đó, dự án văn hóa đọc muốn góp phần thay đổi. Chúng tôi muốn đưa văn hóa đọc đi sâu vào mỗi gia đình, mỗi tập thể và xây dựng được một cộng đồng có thói quen đọc sách, ứng dụng tri thức vào thực tế cuộc sống. Văn hóa đọc mong mỏi thiêu dụi tinh thần ham học hỏi từ mỗi cá nhân, là khát khao được chuyển hóa ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Chỉ có sự tự học mới khiến chúng ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc đời để hướng đến cuộc sống hạnh phúc. Cùng hành động với chăn trở đó, chúng tôi xây dựng các hành trình rèn luyện bản thân và cộng đồng lan tỏa văn hóa đọc. Chúng tôi cùng thực hành, cùng giao lưu, cùng rèn luyện, cùng hỗ trợ xây dựng cộng đồng đọc sách ứng dụng để chuyển hóa bản thân. Và chúng tôi muốn lan rộng văn hóa đọc hơn nữa, cùng các cộng sự thân tâm huyết với giáo dục ba gốc dễ để chuyển giao quy trình hệ thống về cách vận hành chương trình giáo dục. Mỗi cá nhân là một đại sứ lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa giá trị ba gốc dễ.